Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Usolieva được sản xuất tại Alieva Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Usolieva cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Usolieva Usodioxycholic acid Dạng bào chế Viên nén Sỏi mật là gì? Sỏi mật là một bệnh đường tiêu hóa trở nên phổ biến. Sỏi mật xảy ra khi có sự xuất hiện của sỏi cholesterol, sỏi sắc tố mật hoặc sỏi hỗn hợp trong túi mật và hệ thống đường dẫn mật trong gan, ống mật chủ. Trong một số trường hợp, sỏi mật liên quan trực tiếp đến các bệnh lý nguy hiểm như viêm túi mật, thủng túi mật, ung thư túi mật. Công dụng và chỉ định của Ursolieva. Làm tan sỏi mật ở bệnh nhân bị sỏi cản quang túi mật không bị vôi hóa. Có đường kính nhỏ hơn 20 mm không bắt buộc phẫu thuật cắt bỏ túi mật hoặc bệnh nhân có nguy cơ cao khi phẫu thuật như người cao tuổi, phản ứng khi gây mê toàn thân hay bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật ở bệnh nhân bị béo phì và đang giảm cân nhanh. Cải thiện chức năng gan trong sơ gan nguyên phát. Bệnh gan ứ mật. Rối loạn gan mật liên quan đến sơ nang ở trẻ em từ 6 tuổi đến 18 tuổi. Viêm đường mật nguyên phát. Với người mà tình trạng quá bão hòa cholesterol mật được tạo ra bởi hệ thống thoát dịch tá tràng. Cách dùng và liều dùng của Usolieva Cách dùng, thuốc dùng đường uống Liều dùng Làm tan sỏi mật, liều sử dụng khuyến cáo 8-10mg trên kg trên ngày, chia làm 2-3 lần, uống trong bữa ăn. Thời gian điều trị từ 6 đến 12 tháng. Sau khi sỏi đã tan, khuyến cáo tiếp tục sử dụng tối thiểu 3 tháng để đẩy nhanh sự hòa tan các phần tử nhỏ. Ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật, Liêu khuyến cáo sử dụng trên bệnh nhân béo phì và đang giảm cân nhanh là 800 mg 12 lần trên ngày, uống trong bữa ăn. Bệnh gan ứ mật, sử dụng 13 đến 15 mg trên kg trên ngày, chia làm 2 lần, dùng trong bữa ăn. Sơ gan nguyên phát, sử dụng 10 đến 15 mg trên kg trên ngày, chia theo thể trọng của bệnh nhân. Trẻ em bị sơ năng từ 6 tuổi đến 18 tuổi, điều trị các bệnh lý gan mật do sơ năng 20mg trên kg trên ngày chia 2 đến 3 lần. Chống chỉ định của Usolieva Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc Người dị ứng với axit mật Bệnh nhân có biến chứng sỏi mật như loét dạ dày đến tá tràng, tắc nghẽn ống mật, viêm ống mật, viêm túi mật, viêm tụy hoặc cơn đau do sỏi mật. Bệnh nhân sỏi canxi suy giảm khả năng co bóp của túi mật. Túi mật không hoạt động. Bệnh viêm ruột. Tình trạng gan và ruột can thiệp vào sự tái tuần hoàn của axit mật trong gan, ứ mật ngoài gan, ứ mật trong gan, cắt bỏ hồi tràng. Viêm hồi tràng khu vực, tụ máu hồi tràng, bệnh gan cấp tính, mãn tính hoặc nặng, loét tá tràng hoạt động, loét dạ dày hoạt động. Phẫu thuật cắt lồng ruột không thành công hoặc không phục hồi lưu lượng mật tốt ở trẻ bị tắc mật phụ nữ có thai hoặc cho con bú hoặc có khả năng mang thai. Lưu ý khi sử dụng Usolieva. Nếu bệnh nhân khó nuốt do kích thước của viên thuốc, có thể bẻ đôi viên thuốc nếu cần thiết theo vạch chia. Trên bệnh nhân đang xét nghiệm gan. Bệnh nhân sử dụng axit usodioxycholic nên đo các chỉ số SGPT, AN, SGOT, AST, GGT, AN và bilirubin tại thời điểm trước và sau trị liệu để có thể đưa ra phác đồ điều trị đúng theo dõi chỉ số huyết thanh ngay khi mới bắt đầu việc trị liệu, sau 1 tháng đến 3 tháng đầu, tùy theo chỉ định của bác sĩ, và sau mỗi 6 tháng trong suốt quá trình điều trị. Nên ngưng sử dụng usodioxycholic acid khi các chỉ số men gan tăng. Khi được sử dụng để làm tan sỏi mật cholesterol. Để đánh giá tiến trình điều trị và phát hiện kịp thời bất kỳ sự vôi hóa nào của sỏi mật, tùy thuộc vào kích thước sỏi. Túi mật nên được hình ảnh, chụp túi mật qua đường miệng, với cái nhìn tổng quan và tắc ở tư thế đứng và nằm ngửa, kiểm soát siêu âm, 6 đến 10 tháng sau khi bắt đầu điều trị. Thành phần hoạt chất axit ursodeoxycholic được sử dụng để điều trị sơ gan mật nguyên phát. Nếu không thể nhìn thấy túi mật trên hình ảnh X đến quang, hoặc trong trường hợp sỏi mật đã vôi hóa, suy giảm khả năng co bóp của túi mật hoặc các cơn đau quặn mật thường xuyên, thì không nên sử dụng axit ursodeoxycholic. Nếu bị tiêu chảy, phải giảm liều và trong trường hợp tiêu chảy kéo dài nên ngừng điều trị. Nên tránh ăn quá nhiều calo và cholesterol, một chế độ ăn uống ít cholesterol có thể sẽ cải thiện hiệu quả của viên nén axit ursodioxycholic. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc người đang cho con bú. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa rõ ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Usolieva. Thường gặp: dị ứng, viêm túi mật, giảm bạch cầu, viêm loét dạ dày, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiêu chảy, phân nhão. Hiếm gặp: vôi hóa sỏi mật, mề đay, đau bụng trên, bên phải nghiêm trọng khi điều trị sơ gan mật nguyên phát. Không xác định tần suất: ngứa, nôn, buồn nôn. Tương tác Hiệu quả điều trị của axit ursodeoxycholic có thể giảm khi dùng kết hợp với medroxyprogesterone acetate, nogestimate, prospinone, norethisterone, bezafibrate. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Usolieva, đồng thời biết cách sử dụng Usolieva sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.